Chào các con ơi, Lộc dạ. Bibi ơi vừa mới tập xong có thấy mệt không? Có. Mẹ chưa, hai quay bim bim ba chị em à. Trong lúc giải lao thì ăn nha. Này, mỗi chị em một quả dưa nữa này. Đó, này. Đấy. Cứ xin mẹ. Mệt không? Chào tất cả các bé nhá. Các bé giải lao ăn bim bim với lại dưa chuột với lại Lộc Bibi. Các bạn ơi, mẹ tớ góp công rất lớn cho kênh Lộc Bibi đây, cho nên các bạn hãy nhấn đăng ký cho để ủng hộ kênh Lộc TV và hãy nhớ đăng ký kênh của mẹ mình nữa nhé. Kênh của mẹ mình để dưới phần mô tả ấy nha, các bạn nhớ nha. Bây giờ thì ăn thôi. Đây chị sẽ bóc bóc bim bim cho nha. Cứ gói nào ngon là bóc trước. Chị Tú ơi, để vào lòng chị bác bảo vệ. Không cần đâu. Wow. Lại rơi. Đây. Wow. Vị tôm hùm nướng đây, vị tôm hùm nướng u có con tôm nữa các bạn ơi. Đấy, mình thử ăn xem có giống vị tôm hùm không nhá. Ngon quá. Ngon, tuyệt vời, số 1 các bạn ơi, mình ăn nhá. Ngon các bạn ơi, mình cũng ăn nhá. Ngay hết trái cơ mà bảy. Các bạn ơi, bác bảo vệ ăn nha. Học sinh ăn. Học sinh cũng ăn. Ngon. Tuyệt vời. Số 1 Number 1 quân. Ui ngon thế nhỉ. Đây các bạn. Tôi thật đấy. Hết mất rồi. Rồi, quên một cái cuối. Mình ăn nước. Nào, đây. Cuối này mình bóc chuyên nghiệp hơn các bạn. Mà chuẩn có vị cua luôn. Bác bảo vệ này lần đầu tiên được ăn cua ấy. Các bạn ơi, con cua này không có càng luôn. Con cua này tuy có càng nhưng mà lại không cắp được, cho nên mới gọi là ăn được. Đúng rồi đấy. Đây nè, đây là bim bim cua. Các bạn ơi. À, cay quá. Mình dạy các bạn ăn không ngon nha. Không ngon đâu. Còn ăn ngon thế nào? Ngon. Mình chẳng thấy có gì khác nhau luôn á. Các bạn ơi, ăn không ngon như này này. Không hợp đâu, ăn ngon như này này. Đi nha, nhìn em này. Thế mà là ăn ngon, thôi em thử nè. Mình thấy vẫn bình thường. Các bạn ơi, xem mình thử giống chị Huỳnh á. Mình chỉ lấy chóng mặt chứ chẳng có vị gì ngon chứ mà. Mình cứ vậy luôn. Ngon ha. Cho em ăn đi. Em chỉ mình thấy chơi, mình chưa thấy ai ăn mà cứ nhìn nào. Có một người ở đây. À, đây. Các bạn ơi, nhìn hết à, cua thật luôn. Ngon 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 ngon. 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 Bây giờ chúng mình sẽ ăn dưa nha. Ăn dưa mát lắm mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Đây. Chuẩn bị. Ủng hộ kênh Lộc TV.